Chỉ với 29K, các bạn sẽ được nhận những gì trong khóa học lý luận xã hội chuyên sâu của học Văn Chị Hiên. Cùng chị tìm hiểu về khóa học siêu hot này nhé. Khóa học này dành cho ai? Đây là khóa học dành cho học sinh các khối lớp đang cần bổ sung kiến thức về lý luận xã hội, cần củng cố điểm thi học kỳ, thi chuyển cấp, thi đại học. Đừng lo rằng liệu em còn nhỏ có theo được các anh chị lớn hay không. Yên tâm, với phương pháp học của chị Hiên sẽ hoàn toàn phù hợp với tất cả các bạn luôn nhé. Các bạn sẽ được học những gì sau 10 buổi của khóa học lý luận xã hội chuyên sâu này? Các bạn sẽ được học chuyên sâu về phương pháp, kỹ năng, thiết lập đoạn văn và bài văn lý luận xã hội, cũng như được thực chiến đề giúp em cải thiện điểm số một cách nhanh nhất. Thứ hai, được trải nghiệm cách học và thực hành mới, từ đó ghi nhớ phương pháp làm bài nhanh, tỉ mỉ, sáng tạo. Thứ ba, được học các phương pháp kết hợp với tham khảo bài mẫu từ sách lý luận xã hội mới nhất của học Văn Chị Hiên. Đồng thời, các bạn sẽ được trải nghiệm kho tài liệu lý luận xã hội khổng lồ với bộ dẫn chứng thời sự được cập nhật thường xuyên, cũng như tuyển tập các bài viết vô cùng hấp dẫn. Sau khi kết thúc 10 buổi, các bạn sẽ tích lũy được cho mình những kiến thức vô cùng hữu dụng, giúp gỡ bí để đánh bại mọi loại dạng đề, chinh phục được lý luận xã hội ở mọi đề thi luôn nhé. Về thời gian học, khóa học sẽ chính thức khai giảng vào ngày 24 tháng 3. Với lịch học 3 buổi một tuần, sau một tháng, các bạn đã hoàn toàn có thể làm chủ được bài lý luận xã hội của mình rồi. Về hình thức học, các bạn sẽ được học trực tuyến qua livestream, được tương tác trực tiếp với giáo viên dưới sự hỗ trợ của trợ giảng. Sau mỗi buổi học, các bạn sẽ được giao bài tập để làm và chấm chốt chi tiết giúp các bạn ghi nhớ kiến thức lâu hơn đấy. Ngoài bộ bài giảng siêu chất lượng, các bạn sẽ còn được nhận thêm những gì? Thứ nhất, kho tài liệu khổng lồ được biên soạn bởi học Văn Chị Hiên, gồm bộ dẫn chứng, hướng dẫn phương pháp học và các mở bài kết bài mẫu, cùng với đó là những đoạn văn mẫu. Thứ hai, các bài tập được giao được chấm chữ chi tiết sau mỗi buổi học. Đây sẽ là cách giúp các bạn ghi nhớ kiến thức và nâng cao điểm số một cách nhanh nhất. Còn chần chờ gì nữa, nhắn tin ngay về cho admin của học Văn Chị Hiên để được tư vấn kỹ hơn về khóa học này thôi nào. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học lý luận xã hội chuyên sâu này nhé.